Dạ, rái cá thì không có cho em tiếp xúc với các con người, bởi vì em ấy rất là sợ những người ngư dân. Nghe hơi người là nó bỏ trốn rồi. Tí tí. Tí tí. Tí tí. Dạ. Nó nghe tiếng ngư dân bên kia là nó đã bỏ chạy rồi. Tí tí. Tí tí. Nó bắt đầu nó đi con đường ở dưới nước để nó lẩn trốn. Tí tí đi theo tôi ôn nè. Anh Tài ơi, anh Tèo chứ. Tí tí nó sẽ ở đó. Còn bây giờ em sẽ đi ra chỗ. Ô cô, bữa nay có cô bắt à hả cô? Bữa nay có mình cô bắt hả cô? Dân vậy giờ thả ra cho con phóng sanh đi. Khỏi lựa luôn đi anh. Giờ nó vẫn còn sống mà, anh thả đi nè. Có dính lưới không? Thả đây cho em cũng được nè. Anh tính luôn thả cho nhanh. Để cô thả rồi không? Thả đây luôn đi cô. Tính cho con rồi mình thả đây luôn nè. Dạ. Nước nó đang đẹp, đang trong, đang lớn luôn nè. Dạ, đây là hai con thuyền chở tôm, cá, cua, còng gì đó đi lú được. Thì hôm nay em xin phóng sanh hết để hồi hướng công đức trong 49 ngày qua phóng sanh cho anh Khổng Tường Phát ạ. Bữa nay là bữa cuối anh rời khỏi trần gian để đi xét xử ở địa ngục, để coi phước báo của mình có đủ để đến những thế giới tốt đẹp hay không. Dạ. Thì em cũng sẽ cố gắng phóng sanh nguyên ngày hôm nay cho anh. Có cua, còng, tôm, cá, bạch tuộc gì không cô? Cua, còng, tôm, cá, bạch tuộc gì á? Mình thả hết đi cô. Dạ. Yeah. Dạ 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 dạ. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Cô tính cho con giác giác được không? Cũng đáng đại luôn đi anh. Lấy kinh nghiệm 30 năm của anh ra. Dạ, có bạch tuộc không con? Dạ. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, gieo duyên với Đức Phật để đời sau thoát khỏi biển khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi xin hồi hướng tất cả việc phóng sanh này cho 49 ngày của anh Khổng Tường Phát. Rồi con cảm ơn cô. Có giỏ rồi con đem qua nhà luôn cho. Nhiều.
nhiều hơn quá. Mà bên đó bắt thì toàn là cá bóng không à. Cá bóng rẻ hơn tôm hơn. Tôm chì anh để em nhiêu? Tôm chì nếu mà anh lựa ra anh bán lẻ là bán mối á nha, là 100.000 một ký rồi đó. À 100.000 ký. Đó. Rồi em cảm ơn sư huynh. Dạ. Dạ, cô ra cô tính con luôn ha. Chi chi. Cho cá rái cá xuống đây phóng xanh nè. Nước mát lắm, sẵn mình bơi luôn. Trong này có tôm tích, tôm chì, cá, cua, đủ loại. Cá đói nữa. Ờ, cá đói vẫn còn sống. Thôi thóp. Chị xuống nước nè. Rê nè. Mấy anh em xuống nước nè, nhanh lên. A-di-đà-phật. Có tôm càng siêu to nữa. Dạ bắt trong này đa số là tôm không à, cá không à. Chí chí. A Di Đà Phật. Có một chú cá chiến công. Ti ti. Thần thú. Thần thú ti ti. A Di Đà Phật vậy đó. Và từ ngày có thần thú thì những cái sinh vật chết thì em xin giữ lại để cho thần thú ăn để mai mốt còn trở về với tự nhiên làm vai trò trong thiên nhiên nữa. Ti ti. Nè. Ti ti nè con. Chơi đi nè. Lụm con cá đi đi đi. Cho cá cướp đồ ăn của thần thú rái cá nữa chứ. Đi 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 con. Dạ. Nó phải tập ăn những cái sinh vật chết trong tự nhiên như vậy để mai mốt nó trở về với tự nhiên được. Và nó cũng không có sát sanh mà nó chỉ lựa những con nào chết trong thiên nhiên nó ăn thôi. Nó đói thì nó về nhà với em. Còn nó có ăn trong tự nhiên thì nó cứ vậy. A Di Đà Phật. Mấy con chó cá cũng muốn ăn nữa. A Di Đà Phật. Xong. Nhà em có con gì đánh bắt không? Có con gì không bán anh luôn? Không có hả? Chưa có hả? Giờ đi kéo hả? Vậy kéo lú vô bán cho anh luôn được không? Anh đây anh đợi. Ok không? Dạ, ở đó là có mối hết trơn rồi. Dễ gì mấy bạn nó bán cho mình. Hỏi vậy thôi chứ hên xui lắm. Thêm một bạn cá bị chết nữa nè. Cá này hơi bị lạ nha. Đó, tập ăn đi con. Đưa cho nó con cá nào nó giục con cá đó là thua luôn. A Di Đà Phật. Dạ cô, con chưa đổ hết. Tại con coi những con nào chết con đưa cho con rái cá nó ăn đó cô. Dạ. Để bỏ lại cái thân xác này uổng. Làm đồ ăn cho rái cá luôn. Về cô đánh bắt tiếp hả cô? Không có, giờ cô còn về, đi yeah. Đi bữa sớm
bữa nay mình bắt được mấy con cúm á. Có bạch tuộc đồ không cô? Dạ hay là dồn mấy bữa cho nó nhiều nhiều không? Dạ. Nó có cô đem về nó có bị chết không cô? Vậy cô cứ tính cho con lấy 4 kg bạch tuộc nha. Rồi con gửi cho cô. Để cô ơi, nhưng mà để chừng nào mới được 4 kg vậy? 4 kg rồi đó, chừng 2 ngày, 3 ngày là được 4 kg rồi con. Mà mấy con bạch tuộc này chết không? Vậy cô tính em bữa nay được bao nhiêu vậy cô? Bữa nay hả? Cái này là 1 kg rồi đó. Dạ, 1 kg hả? Vậy thôi con thả trước hôm nay 1 kg nha. Dạ, để con thả cho một chị. Vậy hả cô? Riết mấy con cua nó không muốn thèm kẹp con luôn rồi. Mình thả nó riết rồi nó không muốn kẹp mình nữa rồi. Dạ rồi. Bây giờ là cái này nhiêu tiền cô? Cái giỏ này nè.